không soi mơ mối khô ngàn đi buôn mắt chết thật người có ngày được tình cơn nhiều lắm yêu thương ngọt tim em ngôi lặng có cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn để đêm về tình hơi ngờ con đong ấm chiếc hoan ta lòng nàng đâu cho nhau như nghẹn có anh nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chân tình trái tim đừng làm em bối rối biết đâu khi ngày mai lại yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua này người yêu lần đầu tiên yêu anh lòng nhiều lo lắng vì tình yêu là niềm tin với em người giàu yêu yeah nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chân tình trái tim đừng làm em bối rối biết đâu khi ngày mai thức dậy yêu thương kia mong manh tựa cơn gió nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chân tình trái tim đừng làm em bối rối biết đâu khi ngày mai thức dậy yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua Em gái hết sức là dễ thương, xinh xắn. Không biết em hát là em cứ nhìn anh Lương Bằng Quang và bắn tim, bắn hoài luôn á. Em bắn qua bắn lại. Nào giới thiệu về mình đi ạ, xin mời ạ. Tên đầy đủ của em là Võ Thị Ngọc Ngân. Em sinh năm 98, em đến từ Bình Định. Wow 98. 98 luôn á hả? 98 là... Vậy là biệt danh của bạn ấy là Ngân 98, đúng không? Dạ đúng rồi, anh. Em là Sam 89. Anh là Quy 88. Mình giới thiệu về dòng nhạc của mình đi ạ. Xin mời Ngân hãy giới thiệu xem là Ngân thường nghe những dòng nhạc gì, thể loại gì và hay hát Ngân nghe những bài hát như thế nào? Em thì trẻ nhưng mà ít khi nghe nhạc trẻ lắm. Em nghe nhạc buồn thôi. Mỗi người một sở thích khác nhau, như là anh thì cũng chọn góc đó mà anh sẽ hát những bản ballad buồn, những bạn có cao độ hát như vậy đó. Thôi. Và như vậy thì không biết là hai đội trưởng chúng ta có nhấn chuông chọn máy không ạ? Có nhấn chuông chọn. Anh Lương Bằng Quang. Anh Lương Bằng Quang. Tiêu chí của anh đó tại vì anh có biết Ngân. Anh biết à? Biết rõ, dạ. Rất là rõ luôn. Và cái lợi thế của Ngân là một người thuộc lời rất là nhiều các bài hát. Cái điều này quan trọng trong chương trình này lắm nha. Cho nên là anh phải dành trước. Em có muốn dành không? Để xem coi cô ấy sẽ chọn bài nào. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh sẽ chờ một bạn thí sinh nữ ra song ca với anh. Cho nên em nghĩ là bạn Ngân rất là phù hợp với anh rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Như vậy thì xin mời Lương Bằng Quang hãy đón hành vi của mình về đội ạ. Xin mời. Sao anh đối xử với con gái ta mà? Wow.